5, 6, 6, 7. Ali. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Ruby của chúng tôi. Thì như ngày hôm nay là ngày mùng 1 của đầu của năm 2019. Thì bên anh em Điện Máy Ruby của chúng tôi thì cũng có làm ít mâm. Luôn tiện bên mình cũng setup luôn một cái dàn array 40 đơ với một cái cặp sub hầm 50 đôi. Thì chúng tôi đó là về bên cái dàn loa. Thì còn như về bên cái dàn máy thì bên mình vẫn kết hợp là một cái bàn mixer Dynacord CMS1000. Ở phía dưới là một cái đầu chuyên nguồn 8 line và con BA260 và một bộ micro Ruby cao cấp của chúng tôi. Và tiếp theo đó là bên cái dòng main 2 kênh Ruby Pro 2006 Plus. Con này mình dùng để win sub. Và cái con main ở dưới là cái con main 4 kênh hàng của chúng tôi là vừa mới cập bến về mới sáng hôm nay luôn. Thì con Ruby RB1008 Plus, con này 4 kênh, mình quấn cho 8 cái loa array 40 đơn nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ cho nó thực tế, trải nghiệm thực tế luôn, để coi thử cái công sức của nó quấn như thế nào. Vâng, thì bây giờ là mình sẽ đợi anh kỹ thuật viên anh canh chỉnh chút xíu, rồi mình sẽ lên nhạc cho anh em cùng nghe nhé. Vâng, với cái chọn bộ của cái âm thanh này thì bên điện máy Ruby của chúng tôi set lên cho các bạn là 120 triệu đồng. Và bên chúng tôi là sẽ bao vận chuyển cho các bạn tới tận nhà và setup cho các bạn luôn. Còn như về bên các thiết bị dây kết nối lại với nhau thì bên chúng tôi là hoàn toàn tặng miễn phí cho các bạn. Lưu ý các bạn nhớ nha, bên mình thì tặng dây cho các bạn là hoàn toàn là dây xịn, dây tốt hết, và kể cả cái dây loa luôn. Vâng, và bây giờ mình sẽ lên nhạc cho các anh em nha.
Nói đúng như thật là cái dàn Array 40 đơn mình hát ở ngoài cái không gian ngoài trời thoải mái cho nó thể hiện cái sức lực của nó thì nó thực sự là quá hay, với lại là cộng thêm cái bộ micro Ruby cao cấp của chúng tôi thì cho là cái âm thanh nó ra rất là trung thực và rất là hay luôn nha mọi người. Thì cái dàn Array 40 đơn này thì chúng ta có thể là chơi từ 800 khách cho tới 1000 khách vẫn ok luôn nha mọi người. Và cái con men 4 kênh Ruby RB 1008 Plus của chúng tôi thì nó đánh ở ngoài không gian thì ở ngoài trời cái 8 loa Array thì nó đánh rất là vô tư luôn, rất là thoải mái luôn nha mọi người. Đây là tổng thể một cái dàn máy, một men quấn 8 loa Array, một men quấn một cặp sub đôi bộ micro và một con BA260 đầu siêu nguồn. Bên trên là cái bảng mixer Dynacord CMS1000. Còn như trên kia là 8 loa Array và một cặp sub hầm đôi 50. Và cái tổng trị giá của dàn âm thanh này là bên chúng tôi là lên cấu hình là 120 triệu đồng. Và tất cả các dây thiết bị kết nối với nhau, dây loa chúng tôi đều tặng cho quý vị và các bạn luôn nha. Tặng hoàn toàn 100%. Và khi các bạn mua của bên chúng tôi thì chúng tôi sẽ là vận chuyển và bao setup tới tận nhà cho quý vị và các bạn. Vâng, và như hiện tại thì anh kỹ thuật viên bên mình đang đứng trước mặt loa thì cự ly của nó là khoảng tầm 3 mét thôi, nó cũng không có nhiều đâu. Nhưng mà về bên đồ hú thì bên chúng tôi là đã căn chỉnh rất là hoàn thiện ở trên cái dàn âm thanh rồi nha mọi người. Anh em cũng yên tâm về bên cái đồ hú của bên dàn loa của chúng tôi đã căn chỉnh rất là tốt đẹp và rất là êm đềm và rất là ok luôn nha. Anh em nào quan tâm về bên những dòng âm thanh thiết bị sân khấu của chúng tôi thì các bạn có thể liên hệ về với hai số điện thoại của chúng tôi ở dưới màn hình 0938884126 hoặc 0909377416. Anh em ở gần thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể là đến cái địa chỉ là 393 Lũy Bắn Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh để chúng ta là trải nghiệm thực tế hơn với những cái dòng âm thanh sân khấu thiết bị của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh YouTube của Điện Máy Ruby của chúng tôi để tiếp tục theo dõi những clip chúng tôi giới thiệu về sản phẩm. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.